Xin chào mọi người, là em đây, em Diễm nhá. Mọi người có khỏe không ạ? Em khỏe nhá mọi người ơi. Là em nhớ mọi người quá. Là hôm nay em làm video cho mọi người xem. Em đang đưa em đang về cuối hàng về cho khách xong rồi. Là em buồn ngủ. Là ai cho đi mua cà phê uống. Ok mọi người, nói chuyện vui ở chỗ nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào buổi sáng nhé cả nhà ơi. Chú và chép chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhé cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình đang đi gửi hàng cho khách nhé cả nhà. Bây giờ mình đã gửi hàng xong rồi thì đang trên đường về nhà. Thì hơi buồn ngủ nên là ghé vào trong chỗ quán cà phê để mua cà phê uống. Mua cà phê uống. Thế là tiện đường bật máy quay lên nói chuyện với mọi người luôn cho vui. Ok thì bây giờ mình buồn ngủ quá, mình sẽ vào mua một cốc cà phê uống xong rồi sẽ ra nói chuyện với lại mọi người nhá. Nhớ mọi người quá. Mọi người ơi, em đang ngồi ở trong xe á, chờ anh Châu đi mua cà phê uống nhá mọi người. Đã em muốn nói chuyện với mọi người nữa ha. Em muốn nói chuyện hỏi mọi người có khỏe không? Mọi người có ăn cơm chưa? Mọi người có buồn không? Chán không? Này đang lịch COVID-19. Buồn quá. Không đi chơi được, không đi này nọ kia được mọi người. Đã buồn. Đã ở nhà xem YouTube. Gọi em nhá. Mọi người ở Việt Nam cẩn thận nhá mọi người. Là em nói mọi người nhủ rồi. Em lo cho mọi người nhá. Mọi người không phải lo cho em nhá. Em take care myself tốt rồi. Này, Châu đang uống cà phê nhá mọi người. Uống một mình nha, không kêu ai là không mua cho em lúc mô. Trời ơi công an. Ai Châu đang uống cà phê nhá mọi người. Ok cho em uống đi, đằng này em có. A few moments later. Này, ai đang đi em nhá mọi người. Đi bộ không nhanh, đi từ từ là nhìn này nọ kia, làm như ở trong hát á, sing a song á. Bộ từ từ là nhìn là đi này nọ kia, không đi xe, không đến xe, đi xem tất cả. Không biết ai Châu đang nhìn cái gì, ai làm cái gì, ai đang làm gì nhỉ? Ôi trời ơi, đang mua sớ quả thai nhá mọi người, sớ lấy tiền. Cái này là công an. Hello, chào cả nhà. Mời cả nhà uống cà phê với mình nha. Ok mọi người. Em chép, em kết có gì ăn không? Em chép.
Em chép có gì ăn mà giấu à? Không. Có. Không có. Bọn đấy lần lắc. Đây này. À, em chép. Em chép ăn me chua. Chép không mời cả nhà ăn à? Mời cả nhà. Ăn me chua của em nhá, mời. Ok các bạn ơi, thì hôm nay kênh Trô Chép Cuộc Sống Ở Thái Lan của mình đã đạt 25k người đăng ký các bạn. Thì hôm nay nhân tiện kỷ niệm 25k người đăng ký thì vợ chồng mình sẽ ngồi tâm sự với cả nhà một lúc và sẽ chia sẻ về một chút về gia đình của vợ Thái nha các bạn. Thì mọi người cũng có rất là nhiều câu hỏi ở trên kênh và nhắn tin cho mình và hỏi mình rất là nhiều câu hỏi, thì nhân đây mình cũng sẽ trả lời cho cả nhà biết nha. Thì cả nhà thông cảm là khi mà cả nhà comment ở trên đó thì mình không thể trả lời một vài người được hay là những câu hỏi được, bởi vì là đôi khi mình trả lời người này thì lại được người này thì mất người nọ, nên là sẽ làm cho mọi người hiểu nhầm là mình tại sao trả lời người này mà lại không trả lời người kia, nên là trên kênh mình sẽ không trả lời bất kỳ ai cả. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về gia đình vợ mình, đó là hiện tại là bố mẹ vợ mình đã ly thân từ khi mà Chép còn nhỏ nha các bạn. Thì hôm trước mình có quay một clip mà đón bố vợ mình lên chơi á. Thì hôm đó mình có đón là đón bố vợ và em gái. Thì đó là bố vợ và bố của Chép và em gái của Chép nhá cả nhà. Thì mọi người thắc mắc là tại sao không thấy quay mẹ vợ. Thì thế này, mẹ vợ mình đã đi thêm một bước nữa, tức là mẹ của Chép đã đi thêm một bước nữa và đã có gia đình mới. Và bây giờ hiện tại là bà đang sống ở Norway, là Na Uy nhá các bạn, Na Uy. Đấy, thì sắp tới mình cũng sẽ có một cái clip làm về cuộc sống ở Na Uy của mẹ vợ mình cho cả nhà xem. Thì mình vẫn chưa làm xong, nên là sắp tới mình sẽ cố gắng làm thật nhanh để cho cả nhà được xem nhá. Ok. Ok, thì đó là thông tin về nhà vợ mình. Thì nói chung là mình cũng không biết phải giải thích như thế nào, thì cũng chỉ giải thích được cho mọi người sơ sơ, đó là bố mẹ Chép đã ly thân rồi, thì mỗi người đều có một cuộc sống mới, nhưng mà cái tình cảm, tình yêu thì vẫn đang dành cho Chép rất là nhiều. Đấy. Câu hỏi thứ hai của mọi người hỏi mình đó là con trai của mình đi đâu mà dạy sao không thấy quay, không thấy cho cháu lên clip. Thì chia sẻ với mọi người luôn là hiện tại là cháu, con trai của mình ngày mùng 7 tháng 6 này á, thì là cháu đã tròn 5 tuổi nhé cả nhà, 5 tuổi rồi. Tên là Lúc So nhé cả nhà. Tên là Lúc So, tên rất là đẹp trai nhá. Ok, thì hiện tại là cháu không ở với mình nha các bạn. Cháu không ở với vợ chồng mình, thì là cháu đang ở với ông bà nội ở Việt Nam. Thực ra là vợ chồng mình cũng rất là nhớ cháu, nhưng mà vì là đại dịch Covid-19 nên là đã hơn một năm rồi mình không được về gặp cháu. Thì như các bạn nào đã có gia đình chắc cũng đã hiểu rồi. Thì bố mẹ nào mà chẳng thương con, thì vợ chồng mình cũng rất là thương nhớ cháu, nhưng mà vì là cái hoàn cảnh bây giờ nó không thể đi về được á, nên là mình đành phải kìm nén lại mọi yêu thương dành cho cháu. Và bây giờ vợ chồng mình chỉ có thể là nói chuyện qua Facebook, gặp cháu thường ngày, hàng ngày thôi, để cho bớt nhớ thôi. Đấy, thì là mình cũng sẽ chia sẻ với cả nhà để cho cả nhà được biết là tại sao mà mình tại sao không thấy quay cháu lên, bởi vì là cháu đang ở Việt Nam nhá. Ở Việt Nam với ông bà nội. Đúng và rồi. Ông bà nội thì là rất là thương yêu cháu, nên là vợ chồng mình cũng bớt lo. Đấy, ông bà nội mình chăm sóc, tức là bố mẹ mình á, bố mẹ mình ở Việt Nam á. Vì là cháu là cháu đích tôn. Đấy, cháu đích tôn mà lại là con cháu đầu tiên của ông bà, là của bố mẹ mình, nên là ông bà cũng rất là thương yêu, nên là vợ chồng mình cũng không phải lo lắng nhiều lắm. Còn có các câu hỏi như thế là Trô sang Thái được bao lâu rồi? Trô thì mình sang Thái từ nhỏ nhé cả nhà. Thì mình sang đây cũng đã được mười mấy năm rồi ấy, hơn 10 năm rồi. Thì cái cuộc sống bên này thì cũng vất vả lắm, chứ cũng không phải là sung sướng gì đâu cả nhà. Tất cả mọi thứ đều phải nhờ nghị lực của mình, đều phải nhờ chăm chỉ, sự siêng năng chăm chỉ, cần cù thì mới có được một
ngày mới có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất cả nhà. Thì chắc ở đâu cũng vậy thôi, thì cũng phải cố gắng thì mới có cuộc sống ổn định được. Ok, còn có nhiều câu hỏi nữa. Câu hỏi là có nhiều câu hỏi như là quê của Châu ở đâu. Thì mọi người thông cảm nhá, cái thông tin cá nhân thì mình sẽ không chia sẻ lên trên mạng nhé cả nhà. Mình sẽ không chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình, và ví dụ như thế là quê của vợ mình không chia sẻ cho cả nhà biết được, bởi vì là khi mà đăng lên mạng thì nó không được hay cho lắm. Nên là mong cả nhà thông cảm nhá, thông tin cá nhân mình sẽ không chia sẻ lên trên mạng. Ok. Còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà không biết là chia sẻ đến khi nào cho hết được. Em chép sao á? Em chép muốn nói gì mọi người đi? Con khẩm. Em chép nói gì mọi người đi? Con khẩm lắm nha. Nói gì mọi người đi? Con khẩm nè. Em chép trả lời các câu hỏi của mọi người đi. Khó thảm à. Có một người hỏi em chép là tại sao lại yêu anh Châu? Không có ai hỏi mua. Mọi người là em chép yêu anh Châu ở điểm nào? Tức là lắc Châu thì chuột này. Anh đi khôi quỷ lắm đừng nữa. Cái này mình chia sẻ một video sau đi. Mình sẽ chia sẻ một clip, đó là về tình yêu của mình và bạn chép bắt đầu gặp gỡ nhau như thế nào, khai tán tình ai, hay là khai ai tán ai, rồi cuộc gặp gỡ như thế nào, rồi sóng gió tình cảm cho đến khi mà cuộc sống mình ổn định như thế này như thế nào. Mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một clip mới nhất nha. Ok, thì clip hôm nay của mình chắc có lẽ là cũng xin tạm dừng ở đây. Mình và bạn Chép, mình và Chép xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi mình ở trên kênh, đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hôm nay kênh của mình đã đạt được 25.000 người đăng ký rồi. Thì mong là mọi người sẽ ủng hộ kênh của mình để mình có thể sớm đạt được 100.000 người đăng ký, để mình có thể đạt được nút bạc của YouTube nhé cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Em chép ok, em xin cảm ơn mọi người đó. Mọi người giúp xem cho em, mọi người comment cho em, mọi người này là kia cho em hết. Là mọi người giúp em nhiều quá, là em xin cảm ơn thật lòng. Em yêu mọi người. Là mọi người subscribe cho em. Đủ 100.000 người. Đủ 100.000 người nhá mọi người. Là mọi người yêu em, thương em, mọi người comment cho em nhá. Thì em đi xem. Em đi xem hết tất cả comment nhá. Ok. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo của mình nhá. Bye bye. Ok, mọi người hẹn gặp lại nhá. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ